Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn xem bản tin hậu quả nghiêm trọng của luật hải cảnh Trung Quốc đã độc chiếm Biển Đông. Luật hải cảnh mới cho phép tàu hải cảnh của Trung Quốc bắn tàu bè nước ngoài do Quốc hội của nước này thông qua vào hôm 22 tháng 1 năm 2021, chỉ vài ngày trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 13. Và trong số tàu thuyền này có tàu thuyền Việt Nam và họ sẵn sàng bắn chìm. Được giới quan sát quốc tế đánh giá là biện pháp mà Trung Quốc đã dùng vũ lực để khẳng định mình là ông chủ duy nhất ở vùng biển có tranh chấp, đặc biệt là trên Biển Đông. Đài phát thanh tiếng nói nước Pháp EFI dẫn lời của nhà nghiên cứu người Pháp Laurent, trường sư phạm Lyon tại Pháp nhận định đây là một mối nguy hiểm cho các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Đây là hình ảnh một tàu hải cảnh của Trung Quốc đuổi một tàu cảnh sát biển Việt Nam tiến gần đến giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông vào ngày 15 tháng 1 năm 2014 và đã gây ra những đợt biểu tình rất lớn trong cả nước. Học giả người Pháp này phân tích như sau. Về mặt chính trị, Bắc Kinh nói rằng luật hải cảnh nhằm giúp mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và quyền hàng hải của Trung Quốc. Theo quan điểm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, luật này hoàn toàn phù hợp với công ước và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì được nêu trong 84 điều, được chia thành 11 chương, và cho dù luật cố định nghĩa chính xác bộ khung pháp lý can thiệp của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, thì vấn đề đặt ra là luật này vẫn không nêu rõ đâu là những vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Như vậy, người ta có thể thấy không gian này được nhắc trong điều 3 như điều này ghi rằng luật được áp dụng đối với các hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và ở phía trong và trên vùng biển nằm trong quyền tài phán của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng khu vực này lại không được nêu cụ thể. Nhà nghiên cứu nhấn mạnh đến mưu đồ của Trung Quốc là đưa qua luật này cũng như một số luật trước đó, trong đó có luật lãnh hải và vùng tiếp giáp vào năm 1992. Trung Quốc cũng gia tăng áp lực pháp lý lên vùng biển tranh chấp, cụ thể là nhằm mục đích củng cố tính hợp pháp trên thực địa những gì đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, kể cả Biển Đông, bởi vì luật cũng đề cập rõ đến các đảo và đá ngầm. Cụ thể, điều 12 ghi rằng cảnh sát biển có thể tiến hành tuần tra để bảo vệ các đảo đá ngầm và quản lý biên giới trên biển. Vẫn điều 12 quy định rằng lực lượng cảnh sát biển có thể đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh cho các đảo và đá ngầm, cũng như các đảo nhân tạo và các công trình cơ sở hạ tầng. Điều đáng chú ý ở đây là các đảo nhân tạo nằm ở Biển Đông và không nằm trong vùng biển của Trung Quốc. Và đương nhiên, với những lời lẽ như vậy trong điều luật của Trung Quốc, thì tàu và thuyền Việt Nam đi vào vùng mà Trung Quốc gọi là đường chín đoạn thì đều vi phạm và họ có quyền bắn chìm bất cứ lúc nào. Và vì thế có thể thấy luật này nhắm đến mục đích tăng cường tính pháp lý cho sự hiện diện của Trung Quốc trên Biển Đông, làm dày thêm kho tài liệu pháp lý của Trung Quốc về khu vực này và có khả năng dẫn đến thay đổi quyền tài phán liên quan đến Biển Đông được quy định theo luật pháp quốc tế. Tóm lại, đây là đích ngắm trung hạn ẩn sau kế hoạch này của Trung Quốc. Trên một khía cạnh khác, luật hải cảnh còn biến một lực lượng có nhiệm vụ trị an, tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cảnh sát biển trở thành một công cụ hăm dọa của quân đội Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước khác, ép các nước láng giềng tuân thủ quy tắc do họ đặt ra nếu không muốn lĩnh hậu quả và ăn đạn đánh chìm. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá Philippines vào ngày 23 tháng 9. Trong khu vực bãi cạn Sapport ở Biển Đông, nhà nghiên cứu người Pháp đánh giá đây là một sự nguy hiểm khác thường. Quy chế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc rất mập mờ. Trên thực tế, đây là một lực lượng bán quân sự hơn là cơ cấu cảnh sát. Cảnh sát biển Trung Quốc từng là một nhánh của Tổng cục Hải dương Quốc gia vào năm 2013, hiện nằm dưới sự quản lý của Quân ủy Trung ương do ông Tập Cận Bình làm chủ tịch. Nhưng lực lượng này lại không được coi là một phần của Hải quân Trung Quốc và điều này cho phép lực lượng hải cảnh tiến hành những chiến dịch mà nếu do các tàu chiến đảm nhiệm thì có nguy cơ dẫn đến các cuộc đối đầu vũ trang. Vì vậy, việc sử dụng lực lượng này mang mục đích chính trị. Trung Quốc để quy chế mập mờ nước đôi của lực lượng cảnh sát biển vì điều đó cho phép Bắc Kinh giữ được thế mạnh trên thực địa và vẫn tránh được các mâu thuẫn, đặc biệt là với nước Việt Nam, anh em của họ. Từ những yếu tố trên, nhà nghiên cứu nhận định cảnh sát biển Trung Quốc là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho các nước láng giềng vì nó đã cho phép Trung Quốc chiếm ưu thế và trên thực địa
mà vẫn có thể tránh được đối đầu trực diện với các nước trong vùng, mà trong đó có Việt Nam. Hơn nữa, ngoài nhiệm vụ áp dụng luật của nhà nước trong các vùng biển, quyền tài phán của Trung Quốc, với luật mới này, hải cảnh Trung Quốc có thêm chức năng địa chính trị mới và nhiều quyền hạn được trao cho lực lượng này về mặt pháp lý, trong đó có việc được phép can thiệp chống tàu thuyền nước ngoài và sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Được biết, hàng năm, Hải quân Việt Nam đều tổ chức những đoàn kiều bào ra thăm các đảo nhân tạo, và đây có thể sẽ là những miếng mồi ngon cho các tàu hải cảnh Trung Quốc có thể đâm chìm. Những điều khoản liên quan đến tàu thuyền nước ngoài gồm có điều 7, 20 và 21 quy định rằng cảnh sát biển Trung Quốc có quyền tiến hành các biện pháp cảnh cáo, kiểm tra để bắt giữ tàu quân sự nước ngoài. Họ có quyền bắt các tàu nước ngoài rời khỏi những khu vực hoặc vùng biển có tranh chấp. Họ cũng có quyền sử dụng vũ lực. Việc này được nêu trong các điều 22, 47 và 48. Theo ba điều này, hải cảnh của Trung Quốc được phép sử dụng vũ khí cầm tay, vũ khí được phóng từ tàu hoặc từ trên không. Bên cạnh đó, việc sử dụng vũ khí được trang bị trên tàu hoặc phóng từ trên không cho thấy khả năng sử dụng vũ khí hạng nặng hơn, có tính chất hủy diệt hơn của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đầy hung hăng. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh 3901 của Trung Quốc trong lần xâm phạm chủ quyền Việt Nam vào năm 2019. Qua đó có thể thấy là nhiều loại vũ khí không được trang bị cho hải cảnh Trung Quốc, nhưng lực lượng này lại có thể dùng để đối đầu và đối phó hiệu quả hơn với tàu thuyền nước ngoài, trong đó có lực lượng hải quân Mỹ cũng như lực lượng tuần hải tuần tra của Việt Nam. Cảnh sát biển Trung Quốc là lực lượng hải cảnh lớn nhất thế giới và có nhiều tàu nhất, từ 400 cho đến 500 tàu. Hải cảnh Trung Quốc cũng có những con tàu mạnh nhất trên thế giới với đội tàu kiểu này. Ví dụ vào năm 2017, hai con tàu lớn nhất của hải cảnh thế giới đã được bổ sung cho lực lượng này. Đó là những con tàu có lực giãn nước lên tới 12.000 tấn và có tốc độ rất cao. Người ta cũng nhận thấy là đội tàu hải cảnh Trung Quốc có nhiều tàu thực ra được chuyển từ hải quân của Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sang. Có nghĩa là đó là những con tàu chiến được tái bổ sung vào lực lượng hải cảnh với chức năng được mở rộng, như chúng ta đề cập ở trên. Và một số điểm trong phần nhiệm vụ của lực lượng này thực ra phải thuộc về hải quân Trung Quốc. Do đó chúng ta có thể thấy là chức năng của lực lượng hải cảnh Trung Quốc vừa mơ hồ vừa nhập nhằng, đặc biệt là theo những chi tiết trên, thì có thể là một đội tàu mang tính quân sự nhiều hơn dân sự. Và nó đe dọa ngày càng nhiều khu vực Biển Đông, mà trong đó giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có những tranh chấp nhau kịch liệt. Liên quan đến mối đe dọa từ luật hải cảnh cũng như lực lượng hải cảnh Trung Quốc đối với Việt Nam và ngư dân Việt Nam, học giả người Pháp tiếp tục phân tích như sau. Khó khăn đầu tiên cho Việt Nam là chỗ thiếu sự rõ ràng trong hành động của Trung Quốc và tính mập mờ trong cách diễn giải về không gian có thể có liên quan đến việc áp dụng luật hải cảnh mới này. Vấn đề ở chỗ tình huống không rõ ràng thì sẽ tăng nguy cơ tính toán sai lầm, và như vậy sẽ tăng nguy cơ xảy ra sự cố đâm chìm tàu của nhau, đặc biệt khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc với những số lượng tàu rất lớn và có trọng lượng rất lớn có thể đâm chìm bất cứ tàu nào. Mối đe dọa thứ hai liên quan đến nội dung được đề cập trong điều 3 về việc áp dụng luật này ở trong và bên trên vùng biển. Đây là hình ảnh bằng chứng cho thấy tàu cá của ngư dân ở Quảng Ngãi, Việt Nam đã bị hư hỏng nặng nề sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công vào hồi tháng 6 năm 2020. Điều này ngụ ý rằng khi làm nhiệm vụ, hải cảnh của Trung Quốc chú ý đến cả không phận phía trên vùng biển. Đây là điểm gây lo ngại về khả năng Bắc Kinh gấp rút thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Như vậy, hải cảnh Trung Quốc có thêm nhiệm vụ áp dụng luật trong khu vực này. Điểm thứ ba lo ngại là nội dung được ghi trong điều 12. Theo đó, cảnh sát biển Trung Quốc giám sát, kiểm tra các hoạt động bất kể đó là hoạt động nuôi, khai thác hải sản hay đánh bắt. Dĩ nhiên, đây là điểm gây lo ngại vì chúng ta biết rằng một phần sự cố giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến các hoạt động của các tàu cá. Việt Nam hiện phải đối phó hết sức vất vả với sức ép từ Trung Quốc. Hà Nội có thể phản ứng qua đường ngoại giao bởi vì nhiều nước khác đã lên tiếng phản đối luật hải cảnh của Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Philippines, Malaysia. Việt Nam có thể thử theo lập trường của những nước này và có thể cùng đưa ra một lập trường chính thức chung, có thể gây chú ý trên thế giới và mang tính răn đe đối với Trung Quốc. Nhưng song song đó, Việt Nam cũng có thể hợp tác với Trung Quốc bằng cách đề xuất tổ chức các cuộc diễn tập chung giữa lực lượng hải cảnh của hai nước theo hướng quản lý và dàn xếp các sự cố hoặc các trường hợp bất ngờ trên biển.
Tuy nhiên, trên thực tế, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không có phản ứng gì đáng kể với việc Trung Quốc thông qua luật hải cảnh đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng của ngư dân Việt Nam cũng như chủ quyền trên Biển Đông của Việt Nam. Đúng một tuần sau khi Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua luật hải cảnh cho phép tàu hải cảnh bắn giết ngư dân Việt Nam trên Biển Đông, chiều ngày 29 tháng 1 năm 2021, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng mới công bố quan điểm của Hà Nội một cách hết sức chậm trễ. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng. Chính quyền không hề lên tiếng phản đối hay lên án hành động côn đồ, sắc sược của người bạn vàng phương Bắc, mà chỉ nhỏ nhẹ nhắc rằng chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi. Như bao lần khi nói về chủ quyền trên Biển Đông, chính quyền Việt Nam luôn nhắc đi nhắc lại câu này. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền tài phán với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 và sẽ kiên quyết duy trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp chính đáng đó. Cho đến cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao vào hôm 4 tháng 2 vừa qua được tổ chức theo hình thức trực tuyến, khi được đề nghị nêu quan điểm liên quan đến việc vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, luật hải cảnh Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng lặp lại những điều trên, không hề đề cập trực tiếp đến quan hệ của Việt Nam về văn bản pháp lý gây tranh luận này của Trung Quốc. Facebook Phan Nguyên Bình thì nói như sau: tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không lên án, không phản đối Trung Quốc, không làm như Philippines mà luôn luôn chỉ đưa ra bà Hằng và khẳng định điều này điều kia một cách chiếu lệ như vậy? Quốc thể Việt Nam đâu mất rồi? Tại sao Trung Quốc dọa và đã từng thực hiện hành vi bắn giết ngư dân Việt Nam nhiều lần dù chưa có luật hải cảnh, giết dân mình và vẫn lên tiếng vừa trễ vừa chiếu lệ và chắc chắn Trung Quốc sẽ để ngoài tai? Hơn hết, tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ cho ngư dân Việt Nam có cảm giác là mình được chính phủ và hải quân đất nước của mình bảo vệ ngoài việc khoe khoang hàng vạn lá cờ? Ai là người có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân Việt Nam nếu không phải là chính quyền và quân đội? Việc này vừa khôi hài vừa tàn nhẫn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin hậu quả nghiêm trọng của luật hải cảnh, Trung Quốc đập chuyến Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.